Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 2 âm lịch này thì ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm được những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 2 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, khi bước vào tháng 2 âm lịch, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì Kỷ Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 2 âm lịch này. Và trước khi bước vào nội dung cụ thể, quý vị cũng đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi sẽ đăng tải hàng ngày trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu nội dung chi tiết qua video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường được gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh là phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế mà suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng nên mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo, nên khó tránh khỏi thời trẻ thất bại. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận, tuổi già được nhiều phúc đức và con cháu nên danh. Xem tử vi tháng Quý Mão năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh, giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng và quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần phải bình tĩnh và tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ nhanh, không thấu đáo, sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp Quý âm thủy nên gọi là thất sát. Thiên quan, trong tháng này các gia chủ tuổi Kỷ Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu người sinh năm 1949 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần phải lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác bởi như vậy đôi khi là làm hại chính mình. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn.
Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó bản mệnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng Quý Mão năm Nhâm Dần, sức khỏe của những người tuổi Kỷ Sửu rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng quá chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại. Tử vi cho thấy có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này, nhẹ thì xây xước chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này, gia chủ chỉ một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục. Chính vì vậy, nên với bất kỳ một lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, Kỷ Sửu đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân của mình nhiều hơn nữa bạn nhé! Các quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời nhau. Do đó bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 2 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho con cái của mình ở đó, sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái của bạn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch
ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022. Có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Sửu trong tháng 2 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh.